Cầm 1 triệu đi làm gì ấy, bẻ thôi. Đang cố gắng bẻ kẹo. Ừ. Bỏ vào trong mồm thế này. Min ơi, ngon không Min? Min? Min ơi, ngon không? Thích nhỉ? Cái này lấy cái avatar phát. Còn gì đốt? Mi ơi, đi vào nhà ấy. Thích nhỉ. Có người bảo là mua cho nó con gấu tét đi bởi vì nó cô đơn quá. Thế nữa. Một quà cho nó được nhỉ, Tết năm mới mua quần áo cho. Nhưng mà may thôi, quần áo mua không hợp, không vừa thế nào hết. Cái đồ của đứa nhỏ ghê, cắt may may tí thì được. Đấy câu nhỏ lại, mới hợp. Chỉ cần là cái áo thôi. Hay ghê. Mình là người được quen thuộc. Đạt vốn là người thuộc 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 quen thuộc. Đạt vốn là từ sau năm 1962, trước những phát biểu thẳng thắn của Điền Gia Anh, mà đến năm 1975, nói điều là để độc đoán, nắm cả bản quyền, Bá Đạt không thể quản nổi, toàn những điều bị đọc. Một tháng rồi nhiều người trong phòng nghiên cứu đều chứng minh, hoàn toàn không có những chuyện ấy. Đáng tiếc là Mao Trạch Đông nghe lời tham cấu, và đem những lời Trần Bá Đạt nói về Điền Gia Anh phát biểu cho một bộ trung ương. Điền Gia Anh vốn thẳng thắn, các gọi điện thoại yêu cầu Đạt tối trước thì rõ ràng, nhưng mà các ta ấp ứng không trả lời được. Vì vậy, Điền vẫn bị tính oan, đã toàn tiền các hãng hại. Khi các mạng văn hóa bắt đầu, chúng tôi đã đến, Đạt đã thân tín của Giang Khoan, cùng đồng lý với tôi như đồ đạo dựng và được tất nhất của Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Trần Bá Đạt đến hiện nay thứ chủ nghĩa mắt,
Min. Min. Thank you.
Thank you.